Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Thì hôm nay em làm video này chủ yếu đến giới thiệu đến anh em về em test cho cái con Mucky và một con men Yamaha BC-202 anh em. Thì đây thì anh em xem này nha. Con này thì Yamaha thì test cho khách hàng. Thì con này thì em bán rất là nhiều nhưng mà này là khách lẻ mua anh em. Thì nói chung em cũng còn con nữa hết rồi. Nói chung là Yamaha hết, men Yamaha luôn. Và Mucky thì em còn anh em, Mucky 1402 em còn nha. Thì cái này là em test cho khách hàng nha, sẵn cho khách hàng xem luôn. Và anh em nào có nhu cầu cần mua thêm thì liên hệ bên em cái này nha. Sẵn đây em test âm cho anh em nghe luôn nha. Và sẵn đây em test từng cơn cho khách hàng luôn. Thì anh em cứ xem luôn nha. Rồi đây này tới số này này like số số 11. Này em test 4 like chỉ T nha anh em. Này 4 like chỉ T nha. Này 4 like chỉ T. Chỉ T thì nó chỉ mình ghim đường thẳng anh em. Này hát tốt anh em, hát tốt. Nói chung dòng Mr. Mucky này dòng Mr. Mucky này tỷ lệ lỗi là rất ít anh em. Tại vì nói chung đồ nó linh kiện nó rất xịn không. Nói chung nó rất là lâu rồi nhưng mà nó không bị lỗi nha. Và đây bên đây thì em test từng line mono anh em, line mono này nha, line mono. Cái này em test cho khách hàng anh em nào muốn mua thêm thì liên hệ bên em nha. Em bán mấy dòng này em bán bao chạy là bao chạy anh em. Bao chạy rồi qua đây ha, qua đây một con này rồi. Cái này thì mình hát được một đường like anh em, một like nè. Thì bên đây thì nó tiếng nó lực hơn anh em, bên đây tiếng lực hơn tại vì do nó qua hai cái đường phích đại nè, không có đại đường ghề. Còn bên đây là nó hát được trực tiếp, không qua phích đại nha. Còn này qua phích đại đường này nè anh em. Đây đó thì sẵn anh kia anh xem luôn nha. Thì muốn hát nhạc CT thì hát đường này thì hát hai bên. Đó anh em. Thì bây giờ thí dụ như đường này chính chép nè, ví dụ mình muốn hát một bên nè. Ba lăng nè, lom đây nè. Lom đây nè. Nói chung mà anh em mà nghe mà đánh giá về một cái chất âm mà mình test trên điện thoại anh em mà nghe hay dở không giờ khẳng định được đâu anh em, không giờ khẳng định được. Trừ ra anh em thì phải nghe trực tiếp, đến trực tiếp nghe mới thật sự nó mới gọi là hay dở ha. Còn anh em nào mà nghe qua điện thoại mà biết cái nó hay dở thì em cũng nể nó luôn. Thật sự không bao giờ khẳng định 100% anh em. Qua điện thoại là nó giảm tới 50%. Có một số anh em trên diễn đàn này kia thứ hai giống số anh em mà cứ kêu mở nghe đó thì để đi so sánh nó hay dở không bao giờ đâu anh em. Nếu mà em muốn làm hay thì anh em làm của em, các tất cả anh em là em sẽ làm một thiết bị thu chiên thu để cho điện thoại nó thu vô tiếng nó tốt nhất. Nó có một bộ phận anh em nó sẽ thu vô tiếng nó rất rõ, đôi lúc mình hát cái vàng rất là dở luôn mà nhưng thật sự anh nghe rất là hay trên điện thoại. Bởi nhiều lúc anh em và anh em mua hàng nên phải coi lại cái hàng mặt hàng quá nha. Anh em mà nghe bằng điện thoại mà khẳng định được cái dàn nó hay nhất là không bao giờ được nha anh em. Trừ trường hợp anh em mà nghe trực tiếp á, anh em mà nghe trực tiếp á thì khẳng định được hay dở thì đó ok. Còn nhưng mà anh em nào mà nghe qua bằng điện thoại á, ví dụ trường hợp nghe như nè, anh em mà khẳng định được hay được á thì rất khó anh em, rất khó lắm. Thì nói chung á, quan trọng mình chơi đồ phải biết chơi đồ, cho mình nhìn mặt hàng đó thấy rằng ok dòng đó nó là thương hiệu nên là mình xài, chủ với hai vào vụ nhu cầu mình cần tới nó thì nên xài nó, ví dụ vậy đó. Chứ khẳng định trên điện thoại nghe chất âm tuyệt đối là không được đâu anh em.
Tại vì nói chung bên em làm cũng nhiều hàng xịn rồi, nhưng mà số anh em cứ nghe trên đây thật sự biết đồ hay dở khó lắm. Anh em nào chưa có trải nghiệm mà nghe về cái con Mixer Mackie thì anh em cứ tới những nơi nào mà gần nhất của mình nó có nó xài dùm, là anh em sẽ nghe qua chiếc âm nó thì anh em khẳng định được nó rất là hay. Còn anh em mà nghe qua điện thoại này khó lắm anh em, tại nói chung nó điện thoại thu qua nó giảm tới 50%, em khẳng định luôn. Tại vì khi em đã nghe trực tiếp rồi mà em nghe lại điện thoại nó thật sự nó rất là dở, không bao giờ hay. Tại điện thoại thu vô nó giảm cái giảm chất âm nhiều lắm. Rồi đây, sẵn đây anh nào đã mua này thì xem video này nha, và em đã test ok hết rồi đó nha, và em đã test ok hết rồi, và em cho anh em xem lại nha. Đây đường ghim vô đây anh em, đường ghim vô này ha. Đây, em sẵn em quay lại cho anh em xem nha, đường ghim anh em. Thì cái này hai đường Canon anh em, Canon ha. Thì mình ghim xuống đường của Canon của thằng Men. Thì vậy thôi, nó đơn giản. Nói chung này nó rất dễ anh em, dễ sử dụng luôn. Thì ghim vô hát thôi. Vài bữa em sẽ làm một cái video á, thì em sẽ làm một video về đấu ghép tất cả là vang vô cho anh em nghe luôn ha. Rồi, và em kết thúc video tại đây, hẹn anh em những video tiếp theo ha. Thì anh em nào đã có cần dòng này thì liên hệ bên em vẫn còn hàng anh em. Con Men thì em vẫn còn một con nha. Rồi anh em nào có nhu cầu cần liên hệ, và em kết thúc video tại đây, hẹn những anh em video tiếp theo.